Khôi xin chào quý cô chú anh chị nghe. Bữa nay kể chuyện tâm linh đó. Chuyện bữa nay được mang tên là Cuộc chiến gia tộc, tác giả Hồi ức. Chuyện này á nói về hai dòng họ đấu với nhau. Kẻ tám cân, người nửa lạng. Nó lại nghe. Kẻ nửa lạng, người tám cân. Không phải. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Đúng rồi đó. Và câu chuyện như thế nào? Xin mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe. Quên, Khôi làm hai tập nghe. Trời vào hè từ lâu, theo thói thường, sau bữa cơm chiều, người làng dồi không ở trong nhà mà lũ lượt kéo nhau ra sân kho ngồi hóng mát. Đã thành lệ, gốc cây cổ thụ, vị trí ban ngày có nhiều bóng râm sẽ là nơi các bà các mẹ chọn làm chỗ tụ tập, buôn chuyện. Những tin tức nóng hổi trong làng ngoài xã sẽ được dịp bắn đi với tốc độ ánh sáng. Chẳng thế mà dù không có đèn điện, các bà vẫn có thể nhận được mặt nhau và biết được ai là người thực hiện việc truyền tin. Mặc cho lũ trẻ con nô đùa, họ hét giáng trời. Ở những góc khuất, sau mấy bụi tre nghè hoặc đống rơm khô đánh cao có ngọn, các cặp đôi nam thanh nữ tú gặp nhau hẹn hò, thúc bầu tâm sự. Thói quen này của người làng dồi vừa giết thời gian, vừa đỡ tốn tiền điện. Đồng thời nó cũng chính là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thời buổi vật chất còn nhiều hạn chế và khó khăn. Mụ dành vừa phe phẩy quạt, vừa dạng rộng hai chân để giá lạc lụt lên đùi, nói oan oan với mấy bà ngồi cạnh. Ơ kìa, sao hôm nay không thấy con mụ sướng đâu nhỉ? Mụ dành nói xong, rồi lại tự trả lời. À, hồi hôm thấy mụ sướng ra hàng tám béo mua tiết canh lòng lợn. Có khi nào hôm nay nhà ấy có khách, nên mụ ta không ra được. Cả làng dồi ai cũng biết, mụ dành hàng nước là trùm buôn chuyện. Không một tin tức nào trong làng lọt ra ngoài mà không đến tai của mụ. Cũng chính bởi bán nước ở gốc đa, ngay ngã ba nối liền hai thôn thượng hạ, nên mụ có cơ hội tiếp xúc với đủ loại người, biết được ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới biển. Người ta nói, hai người phụ nữ và một con vịt làm nên cái chợ. Huống chi xung quanh mụ dành có cả tá chân rết chuyên cung cấp mọi thông tin ngồi lê đôi mắt. Mâm cơm được bưng lên từ lúc 6 giờ chiều, nhưng tới tận 7 giờ tối, lão Sướng Thọt và một vị khách lạ vẫn chưa kết thúc bữa nhậu. Bà Thu và con gái ở dưới bếp lấm lét nhìn lên nhà trên, chờ đợi tiếng hô gọi của lão chồng già. Nhưng có lẽ gì còn mãi bàn chuyện quan trọng, nên hai người đàn ông vẫn say sưa thì thầm to nhỏ. Cánh tay của lão Sướng Thọt nhiệt tình đưa lên không khí chém phần phật, rượu đã ngấm, gương mặt lão đỏ gay và ánh mắt tóe lửa hận. Vỗ bồn bột vào bộ ngực trần, lão nói: Mẹ kiếp, hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh. Nếu nhà tôi còn được như thời các cụ, thì bố bảo chúng nó cũng không dám bắt nạt con Thùy. Người khách lạ gật đầu như bổ củi, đoạn đưa miếng đậu phụ lên miệng đáp lời. Thế sự cứ xoay dần, câu câu không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Thời các cụ nhà ta đã đạt tới cực thịnh về mặt vật chất, như vậy khó tránh con cháu đời sau phải lao dốc. Chừng nào xuống tới đấy, ác mới là lung có thể đi lên. Lão Sướng Thọt dằn mạnh chén rượu xuống mâm, nạt nộ. Nhà lão Trương rõ ràng vẫn thù chuyện cũ, cho nên mới trút giận lên con bé Thùy. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua. Thầy phải giúp tôi rửa hận. Xong việc, tôi không quên ơn thầy đâu. Dù ở dưới bếp, nhưng bà Thu và con gái vẫn để tai ở nhà trên. Lời lão Sướng tuôn ra, nghe câu được câu chăng. Nhưng bà thừa biết, sự việc Thùy bị nhà chồng hắt hủi và đuổi về nhà đẻ đã khiến chồng bà chịu sự đả kích mạnh mẽ. Giới tính thù dai nhớ lâu của lão, ác hẳn chuyện này không thể bỏ qua.
Bà Thu thở dài quay sang nhìn Thùy, đặng đưa vạt áo lên lau nước mắt. Khổ thân con tôi. Sau vụ chim xuân hồi năm ngoái, Thùy bước sang tuổi 17. Cũng như nhiều cô gái khác, Thùy có mối tình đầu tiên với một anh chàng là người cùng làng khác thôn. Qua vài lần hẹn nhau ở đống rơm sau chùa hàn huyên tâm sự, hai người cũng nên duyên. Dù chịu sự phản đối mạnh mẽ của gia đình lẫn dòng họ, nhưng nhờ bào thai trong bụng Thùy, mùa thu năm ấy, họ Trịnh và họ Nguyễn vẫn phải kết thành thông gia. Lấy chồng ở tuổi 17, không thể ra xã đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới của Thùy vẫn diễn ra hết sức linh đình. Vì là con đầu cháu sớm, lão Sớm đã làm dăm chục mâm cỗ mạng thết đại xóm làng, họ hàng dòng tộc. Hiềm một nỗi, Thùy có thai trước khi cưới, phạm vào cấm kỵ, nên khi rước dâu về nhà chồng, cô phải đi cửa sau. Đất có lệ, quê có thói, dù sót con gái, nhưng vợ chồng lão Sớm cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Lại nói, sở dĩ ban đầu lão Sớm không đồng ý cho Thùy gả vào nhà họ Nguyễn là có nguyên do. Từ thời lão Sớm còn bé tí, đã nghe truyền lại rằng họ Trịnh và họ Nguyễn ở làng Dồi có mối thâm thù liên quan đến tranh chấp đất đai. Để giành được mảnh đất ấy về tay mình, họ Trịnh của lão Sớm sẵn sàng ném hài nhi mới sinh vào vạt dầu và buông lời thách thức. Nếu họ Nguyễn không thể làm như họ Trịnh, thì nghiễm nhiên phải nhường lại mảnh đất. Tất lẽ, sau sự hy sinh vô tiền khoáng hậu ấy, mảnh đất đã thuộc về họ Trịnh, không mất một hột sức nào. Hà Nhi được ném vào vạt dầu năm xưa, được tôn thành bà cô tổ. Nhưng cũng kể từ ấy, họ Trịnh dần lụi tàn. Năm 1954, khi cải cách ruộng đất ban hành, hàng loạt địa chủ bị đưa ra đấu tố. Nhà lão Sứng may mắn thoát nạn là bởi trước đó, cụ thân sinh ra cha lão Sứng đã có quyết định sáng suốt là nuôi giấu bộ đội, đồng thời quyên góp nhiều tài sản cũng như đất đai cho chính quyền cách mạng. Do vậy khi cuộc đấu tố diễn ra, nhà lão Sứng đã được hạ thành phần. Cũng kể từ đó, cởi bỏ chiếc áo địa chủ, gia đình lão sống cuộc sống bình dân, nếu không muốn nói là nghèo khó như tầng lớp bần cố nông đương thời. Trải qua 4 thập kỷ, lão Sướng giờ đây đầu hai thứ tóc. Mặc dù được nếm trải cuộc sống địa chủ chỉ ít năm, nhưng dư vị của nó lão chưa bao giờ quên. Trong những lần chén trạc chén thù với đám hậu sinh trong họ, lão thường dỗ ngược và bảo: "Họ Trịnh bây giờ dù có ra sao thì trước đây vẫn một thời hào quang rực rỡ. Của nã các cụ để lại, nếu như không có quyên góp cho cách mạng thì ăn ba đời không hết." Trong trí nhớ non nớt của lão Sướng khi ấy, nhà ông bà nội của lão vô cùng giàu có. Khi các nhà xung quanh chỉ toàn nhà tranh vách đất, lão đã được ở hẳn trong một ngôi nhà ngói ba gian hai trái rộng rãi, có cả du em trong nom. Thời thế thế thời, cuối năm 1944, phát xít Nhật chiếm đóng miền Bắc, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, khơi mào cho nạn đói kinh hoàng xảy ra. Trong khi phát xít Nhật thu gom gạo để chở về nước, thì thực dân Pháp lại tích trữ lương thực để dùng cho việc tái chiếm Việt Nam. Miền Bắc vốn dĩ đã thiếu gạo, lúc này càng cạn kiệt nguồn lương thực. Người dân chết đói la liệt khắp các đầu đường xó chợ. Nhà lão Sướng là địa chủ, đương nhiên không phải chịu cảnh lầm than. Tuy nhiên, ông nội lão Sướng khi ấy là cụ Trịnh Đình Túc đã ra một quyết định không ai nghĩ đến. Đó là mở kho lương, phát trẫn cho dân nghèo một tháng hai lần vào mùng một và ngày rằm. Giữa thời buổi thóc quý hơn vàng, người ta thà giữ thóc chứ không giữ vàng. Việc làm của cụ Trịnh Đình Túc đã khiến cho cả gia đình phản ứng dữ dội, đặc biệt là mấy bà vợ của cụ. Tuy vậy, trước thái độ kiên quyết của người chủ gia đình, tất cả mọi người đều phải răm rắp làm theo. Chỉ có ông Thoái, thân sinh ra lão Sướng là biết, trong số thóc phát trận năm ấy, quá nửa là trấu, và người động tay động chân để trộn thóc với trấu phát cho dân, không ai khác, chính là bà vợ hai của cụ Tốt.
Đến khi cụ Túc phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn. Cơn giận dữ khiến cụ nổ khí xung thiên, phải mất một thời gian dài chạy chữa tích cực mới hồi sức. Biết mình không thể qua khỏi, tháng 8 năm 1945, trước khi mất, cụ Túc gọi các con đến và di huấn. Thuở trước, có một câu sấm lưu truyền trong dân gian: bò đái thất thanh, nam đàn sinh thánh. Vị thánh ấy nay đã được nhìn ra chính là người họ Nguyễn đang lãnh đạo kháng chiến chống thực dân. Sau khi cha mất, các con hãy đi theo cách mạng, chỉ có như vậy mới bảo toàn mạng sống cho cả nhà. Nhớ, muốn giữ mạng thì đừng giữ tiền. Cụ mất không lâu, cả nhà mới dở lẽ ra được thâm ý sâu xa của người trụ cột gia đình. Bởi đúng nửa tháng sau, chiến tranh nổ ra, cách mạng giành được chính quyền. Nghe lời chồng, bà cả Túc đem rất nhiều đồ quý hiến cho chính phủ lâm thời vào ngày tuần lễ vàng, cũng như góp gạo và các đất ủng hộ kháng chiến. Từ năm 1953 đến năm 1956, cải cách ruộng đất diễn ra. Nhiều địa chủ lúc trước bị đấu tố, riêng nhà bà cả Túc thoát nạn nhờ vào việc đã cống hiến cho chính quyền cách mạng. Bấy giờ, có người thù vạc chơi xấu nhà bà Túc, báo với ủy ban về việc nhà bà ngày trước đem trấu ra phát trẫn cho dân. Nhưng may mắn thay, trong số những người thoát chết năm ấy nhờ vào số thóc lẫn trấu, đã lên tiếng minh oan, nhà bà Túc mới qua được kiếp nạn. Sự việc ấy càng chứng minh tầm nhìn của cụ Trịnh Đình Túc về thời cuộc. Biết trước thế sự khôn lường, cụ đã mở kho thóc cứu đói, hòng đổi lấy ân đức cho đời sau. Những người thoát chết nhờ hũ thóc phát trẫn của cụ sẽ có ngày báo ơn. Sau này truy ra, người tố nhà bà Túc chính là người họ Nguyễn. Còn người giúp nhà bà giải oan là một cán bộ cách mạng, có thời gian nương náu trong nhà họ Trịnh, được cụ Trịnh Đình Túc cưu mang. Năm 1957, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Trịnh Đình Dụ, con trai út của bà Túc năm ấy vừa tròn 20 tuổi, lên đường nhập ngũ. Bà cả Túc nghiễm nhiên trở thành mẹ chiến sĩ, được hưởng mọi chế độ do chính quyền đề ra. Cái bóng địa chủ dần bị xóa mờ trong tâm trí của người làng. Trở lại với thực tại, đã nhiều thập kỷ trôi qua, cuộc sống dần thay đổi, nhưng mối thâm thù giữa hai họ Trịnh và Nguyễn thì vẫn còn tồn tại, như ngọn lửa âm ỉ chỉ chờ một cơn gió là có thể bùng lên. Tưởng rằng hôn sự giữa Trịnh Thị Thùy và Nguyễn Văn Côi sẽ giúp cho căng thẳng giữa hai bên hạ nhiệt. Nhưng không, sự việc nhà chồng của Thùy hắt hủi con dâu và đối xử cay nghiệt khiến cô sảy thai. Sau đó lại ngang nhiên đủ về nhà đẻ, đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến lão Xứng điên cuồng muốn trả thù. Năm xưa, nhà họ Nguyễn đứng đằng sau tố nhà tôi đem trấu phát trẫn cho dân nghèo, hòng dồn các cụ vào chốn lao tù. Ngày nay nhà nó lại đối xử với con Thùy không ra gì. Thù cũ nợ mới, tôi sẽ tính luôn một thể. Lão Xứng giằng mạnh cái chén con xuống mâm, hai mắt long lên sòng sọc. Lúc trước gả con gái cho họ, đấy là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ bào thai trong bụng cái Thùy không còn, tôi chả cần nể nang gì nhà nó nữa. Lành làm gáo, dở làm môi. À, việc này ông Xứng không được nóng. Thời nay người ta đấu trí, không ai đấu võ. Quân tử dùng miệng, không dùng chân tay. Bởi vậy nên tôi mới phải nhờ đến thầy. Tôi muốn nhờ thầy ra tay trừng trị nhà ấy, khiến cho chúng nó lụng bại. Vị khách ngồi đối diện lão Xứng gật gù. Ông Xứng yên tâm, tôi sẽ khiến cho họ phải nhận kết đắng. Vị khách lão Xứng mời về chính là một thầy bùa, thầy họ Lã, tên Minh Kiều, một người gốc Hoa. Lão Xứng gặp được thầy Kiều, âu cũng là do duyên trời sắp đặt. Năm 1961, khi lão Xứng còn là một thanh niên trẻ vừa tròn 18 tuổi, trong một buổi chợ, vô tình gặp người bối rong. Người này vừa nhìn thấy Xứng liền cố ý đi theo, chèo kéo gã xem cho một quẻ. Ông ta nói: để tôi xem cho cậu,
Xem xong, nếu ứng nghiệm mới lấy tiền, còn không thì thôi, sao phải sợ. Xứng nghe bùi tai, thầy cũng chẳng mất gì, liền gật đầu đồng ý. Thầy bói gieo quẻ xong, phán rằng không lâu nữa, Xứng sẽ gặp một cái hạn hại về thân thể. Nhẹ thì què cột, nặng thì đôi mù. Xứng nhếch mép cười bảo. Thế theo thầy, muốn tránh được hạn này, thì phải làm thế nào? Chỉ cần buổi tối ở yên trong nhà, không ra ngoài là được. Trong vòng 7 ngày sẽ hết hạn. Xứng tỏ ra khinh bỉ ra mặt, gã nhổ một bãi nước bọt vào thầy bói, rồi đứng lên cấp đích đi thẳng. Xứng không ngờ, ngay buổi tối hôm ấy, gã thật sự gặp chuyện. Sau khi ăn tối xong, Xứng đi bộ tới nhà Thu, cô gái mà hắn đang trồng cây si để tán tỉnh. Là một cô gái xinh đẹp nhất nhì thôn, nên Thu được nhiều người dòm ngó. Lúc Xứng tới trước cổng nhà Thu, đã thấy vài gã trai làng đang nấp nom ở đó. Trong số ấy có lão Trương nhà họ Nguyễn. Tuổi trẻ ngựa non hấu đá, huống hồ, ba bốn đứa con trai cùng thích một người con gái, khó tránh khỏi hiềm khích gây gổ. Sau mấy câu khích bác, đám trai làng xông vào hỗn chiến. Xứng không thể ngờ, bọn kia mang theo hung khí, và hai trong bốn thằng đến trước là chân gỗ của lão Trương. Tương quan lực lượng không cân sức, Xứng bị đuổi đánh ra tận cánh đồng. Giữa đêm đen như mực tàu, chỉ nghe một tiếng thét long trời lở đất. Xứng nằm sóng xoài trên bờ ruộng, một tay ôm chân, tay kia ôm mặt kêu la thảm thiết. Bị đám người của lão Trương đánh gãy chân, cộng thêm bên mắt trái trúng đòn sưng vù, Xứng mất một tháng bó nẹp, đắp thuốc và nằm bẹp ở nhà. Kể từ đó, Xứng đi tập tỉnh, cái tên Xứng Thọt ra đời như vậy. Hận kẻ đã hại mình trở thành người tàn tật, Xứng lại nhớ tới lời của ông thầy bói rong gặp ngoài chợ. Ngay sau khi có thể đi lại, Xứng lập tức chống nạn đi tìm. Lão thầy bói vẫn ngồi ở vị trí cũ, như cố ý chờ Xứng tới. Vừa nhìn thấy Xứng, lão liền sướng lên. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Lão Xứng không phải là kẻ ít học, vừa nghe xong liền biên lão thầy bói đang chửi mình là tự tìm đường vào chỗ chết. Mà chết vì cái gì, chứ chết vì gái thì đúng là bố của nhột. Tập tỉnh bước lại trước mặt lão thầy, Xứng nói: Kẻ ngu muội này không nghe theo lời cao nhân, nay gặp phải chuyện không may, muốn nhờ cao nhân chỉ giáo. Lão thầy bói vuốt râu cười ha hả, đáp: Tôi cũng sớm biết cậu sẽ không tin tôi. Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù sao đó cũng là một bài học dành cho cậu. Gõ gõ vào chiếc gáo dừa được trạm trổ và đánh bóng tỉ mỉ, lão thầy nói với Xứng: Còn nhớ giao kẹo trước khi tôi tiết lộ thiên cơ hay không? Xứng hiểu ra, liền móc túi lấy tiền, nhưng lão thầy xua tay: Tôi thấy có hứng với cái dây đeo trên cổ cậu, cho tôi cái dây đó, khỏi tiền nong. Xứng nắm chặt lấy mặt dây chuyền, khẽ lùi lại, lắc đầu: Không được, đây là vật tổ truyền, bảo bối của nhà tôi, sao nói cho ông là cho được? Thầy bùa tỏ vẻ tiếc nuối: Thôi được, bỏ vào đây 5 hào. Dù tiếc đứt ruột, nhưng Xứng vẫn cắn răng lấy tiền bỏ vào bát. Như đọc được suy nghĩ của Xứng, thầy nói: Nếu cậu chịu đánh cược tin tôi một lần và trả tiền trước thì chỉ mất 2 hào, nhưng vì trả tiền sau khi tôi tiết lộ thiên cơ nên số tiền tăng gấp đôi. Thế thầy xem giúp, sắp tới tôi còn gặp chuyện gì hay không? Thầy bùa Lã Minh Kiều nhìn Xứng đáp: Cậu đã bao giờ nghe tái ông mất mã hay chưa? Sự việc cậu bị đánh què chân, nếu nhìn trước mắt thì đó là một chuyện xui, nhưng nếu nhìn xa thì không hẳn là chuyện xấu. Xứng Thọt cúi xuống cái chân què, thở dài đáp: Đã ra nông nỗi này, không xấu là không xấu chỗ nào. Nhớ lại vẻ hung hãn của đám thanh niên làng hôm ấy, Xứng lại thấy căm. Dù không phải người trực tiếp ra tay đánh què chân Xứng, nhưng thanh niên tên Trương nhà họ Nguyễn lại là kẻ cầm đầu. Mối hận này Xứng phải tính toán đầy đủ với hắn. Suy nghĩ một chút, Xứng bỏ thêm vào gáo dừa của thầy bùa 5 hào nữa và nói: Thầy có cách gì giúp tôi trả thù cái chân này hay không? Thầy bùa Lã Minh Kiều cười bí hiểm:
Dục tốc bất đạt. Như tôi đã nói, cái chân què này chưa chắc đã là xấu. Cậu cứ chờ xem, phàm kẻ nào làm cho cậu què chân, cậu hãy dùng chính cái chân này mà trả thù hắn. Thầy bồ chỉ nói có thế, liền khăn gói thu dọn đồ nghề. Sau khi đứng dậy, thầy bảo: Tôi xem ra chúng ta là người có duyên, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại nhau. Lần sau trở lại, nếu như lời hôm nay tôi nói là đúng, thì cậu nhớ trả thêm tiền cho tôi. Thầy bồ Lã Minh Kiều đi rồi, xứng đứng như hóa đá dưới gốc cây đa già nơi quán chợ, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, có dòng chữ mà thầy cố tình để lại. Án binh bất động, bất chiến tự nhiên thành. Hơn 8 giờ tối, đám đàn bà buôn thúng bán mẹt vẫn ngồi nguyên si tại vị trí cũ, hướng mắt về trong làng đồn đoán nguyên do bà Thu, vợ lão Xứng Thọ, tới giờ này vẫn chưa xuất hiện ở sân kho. Bằng khả năng suy luận trời phú, mụ dành phân tích: Nhà ấy chắc chắn là sắp xảy ra chuyện lớn. Hôm trước tôi thấy con Thụy bỗng dưng về đây, đi qua quán nước của tôi gọi thì gật đầu chào cho có lệ, rồi úp nón cúi mặt đi thẳng. Để ý kỹ, 2 tuần nay rồi chưa thấy nó ra khỏi thôn. Các bạn nói xem, con gái nào đi lấy chồng rồi mà lại về nhà đẻ ở lâu như thế? Suy ra việc này hẳn là điềm báo, nhà lão Xứng sắp có sóng to gió cả. Ý bà là con Thụy bỏ chồng? Bỏ chồng hay chồng bỏ thì còn chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn, nó và thằng côi con lão Trương chưa có hôn thú. Rồi tỏ ra là một người am hiểu về pháp luật, mụ dành giải thích: Con Thụy lấy chồng lúc mới 17, ra xã ai người ta cho đăng ký, thế thì về mặt pháp lý vẫn chỉ là người dưng, nhà chồng nó đổi lúc nào chả được. Hơn nữa, ra vẻ kín đáo, mụ hạ giọng: Hơn nữa con Thụy chữa trước, mụ Chương vốn đã không ưng bụng. Hôm đám cưới, nghe đâu mụ còn treo cao cái quần lĩnh ngay lối đi vào buồng tân hôn, rồi bắt con dâu đi qua, hòng sau này ép dí cái Thụy. Mụ dằn kể rành rọt từng chi tiết, như thể mụ chính là khách mời được chứng kiến mọi việc. Nhưng có câu, không có lửa làm sao có khói. Chẳng hổ danh là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy, mụ dằn quả quyết: Con Thụy chữa mãi mà không thấy bụng to, tôi đồ rằng cái thai sớm đã chẳng còn. Cái hôm gặp nó đi vào thôn, còn cố ý lấy nón che bụng, đầu chùm khăn kín mít, nhìn cái tướng lắm la lắm lét như quả vào chuồng lợn, không khéo ở bên ấy lại bị chồng đánh cho suốt ngày. Trước sự tán đồng của mấy bà ngồi cạnh, mụ dành nói giọng chắc nịch: Con dành này mà phán thì chưa bao giờ sai, các bà cứ chờ mà xem. Trong lúc lão Xứng đang sục sôi căm tức, tổ buôn ngoài sân kho đang hoạt động sôi nổi, thì tại nhà lão Chương, một cuộc họp kín được diễn ra thầm lặng. Ngồi trên sạp, ngửa cổ nhả khói thuốc lào bay mù mịt khắp nhà, lão Chương hắng giọng: Thằng côi, nghe tao nói đây, con Thụy đã tự ý về nhà đẻ, coi như bỏ chồng, mày không cần sang bên kia rước nó làm gì, tao sẽ tìm đứa khác cho mày, làng này không thiếu gì con gái. Cối ngồi trên trường kỷ cùng với mẹ, ngập ngừng nói: Thầy, nó đâu có tự ý bỏ đi, là thầy cầm gậy phang nó rồi đuổi nó mà. Lão Chương chột dặm mạnh chiếc điêu cày xuống phản, trừng con mắt còn lại nhìn con trai: Im mồm, cá không ăn muối cá ương, nếu không vì cái thai trong bụng nó thì tao đã chẳng rước ngữ ấy về đây. Ấy thế mà cái loại gà mái vô dụng lại không biết giữ con, đã thế tao chẳng cần kiên nể gì sớt. Mụ điều gật đầu đế thêm vào: Thứ đàn bà không biết giữ mình là thứ bỏ đi. Với cả dạo đám cưới cứ tưởng đâu con Thụy có của hồi môn đem về đây, ai dè lão Xứng ăn một cân sắt ỉa 10 cân đinh, chả cho nó chút vốn liếng nào. Thôi con à, con gái trên đời này đã chết cả đâu. Mấy bữa nữa mẹ mang trầu câu đi ướm hỏi cái lại nhà lão Hậu, nhà ấy vừa giàu lại có một mụn con, tha hồ mà nhờ giả. Lão Chương trầm giọng: Nhà lão Xứng xem ra chỉ còn cái vỏ,
Bởi nếu còn củ nã từ thời các cụ thì đâu đến nỗi không cho được con Thùy. Mụ Điều bỗng lườm chồng. Là ông nhắm vào củ nã của họ ấy hay là nhắm vào mụ vợ lão Xứng? Ngày xưa ông với lão ấy chẳng tranh nhau tán tỉnh mụ Thu còn gì. Lão Trương trầm ngâm, nhớ lại quãng thời thanh niên xa xưa. Trước ngày lên đường nhập ngũ, lão và cô thôn nữ tên Thu đã thề non hẹn biển, đợi ngày độc lập sẽ nên vợ thành chồng. Ấy vậy mà ở nhà, cô Thu lại đi lấy chồng, mà lấy ai không lấy, cô lấy ngay lão Xứng, tên địch thuở nào bị lão Trương và người nhà đánh cho què chân, xém chút nữa chột mát. Có lẽ ông trời trừng phạt, nên lúc ở chiến trường, lão Trương bị thương hỏng con mắt trái. Còn lão Xứng do cái chân què không đủ tiêu chuẩn để ra chiến trường, lão được ở lại địa phương công tác trong ủy ban. Lão Trương đi xa, cô Thu ở lại chẳng khác nào giường không nhà trống, Tây Xứ nhảy vào chiếm đồn lúc nào không hay. Ngày phục viên trở về làng, hay tin người yêu thuở nào đã có ba mặt con với tình địch, lão Trương hận lắm, hận cô Thu bội bạc, hận Tây Xứ thọt nẫn tay trên người yêu của mình, gã thề rằng nhất định có ngày trả thù hai kẻ tráo trở. Ngay khi biết con trai mình là Nguyễn Văn Côi qua lại với Trịnh Thị Thùy, lão Trương không những không ngăn cản, thậm chí còn khuyến khích con trai ăn cơm trước kẻn, khiến cho Thùy ẩn bụng ra, hòng làm họ Trịnh nhục mạc. Dựa người vào bức giách, lão Trương liêm diêm nói với vợ: đàn bà đái không qua khỏi ngọn cỏ, bà chỉ biết một mà không biết hai. Tôi vốn muốn lợi dụng con Thùy để tìm lại của gia bảo của nhà mình ngày trước bị họ Trịnh cướp mất, chứ tơ tưởng gì đến con mụ Thu. Bà cứ suốt ngày ghen bóng ghen gió, vớ vẩn. Lời của lão Trương có nửa phần là sự thật, bởi ngoài việc muốn trả thù họ Trịnh ra thì lão còn một mục đích khác. Còn nhớ lúc trước, ông nội của lão Trương trước lúc nhắm mắt xuôi tay có nhắc tới kho tàng chôn giấu dưới lòng đất ở ngay trong làng dồi này. Tuy đó chỉ là một câu chuyện truyền miệng từ đời trước, không được ghi vào gia phả, nhưng lão Trương một mực tin tưởng rằng đó là sự thật. Chưa kể chìa khóa mở kho tàng được miêu tả là một mặt đá hình tròn chia hai nửa âm dương một cách rõ rệt và tự nhiên theo biểu tượng thái cực đồ. Mặt đá đặc biệt ấy, hiện nay họ Trịnh và họ Nguyễn mỗi bên giữ một nửa, là đích tôn chi trưởng của họ Trịnh. Lão Trương đang nắm trong tay một nửa màu đen tượng trưng cho phần âm, nửa còn lại lão đã từng thấy trên cổ của lão Xứng Thọ. Theo những gì ông nội của lão Trương truyền lại, kho báu kia nằm ngay dưới mảnh đất tranh chấp năm xưa của hai họ Trịnh Nguyễn. Tuy nhiên, các bậc tiền bối vì một lý do nào đó đã để mất mảnh đất ấy vào tay họ Trịnh, và họ ấy đã xây mã tổ ở đó để giữ phần, quyết không từ bỏ việc đi tìm kho vàng. Lão Trương muốn dùng kế mị châu trọng thủy để dò tìm mạt đá. Sau nhiều lần ngọt nhẹt lẫn thúc ép Trịnh Thị Thùy, cô con dâu ngây thơ quả nhiên đã trở về nhà đẻ lục tìm báu vật cho bố chồng. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, bởi trong một lần say rượu, lão Xứng tiết lộ mạt đá màu trắng tượng trưng cho phần dương trong hình tròn thái cực đồ đã được lão đem tặng cho một gã thầy bói người Tàu bởi công lao xoay hướng mộ tổ cho họ Trịnh. Tức giận đến nộ khí xung thiên, lão Trương giận cá chém thớt, hết chửi lão Xứng ngu ngốc lại chửi lay cả con dâu. Bởi thế mới có chuyện Thùy bị mẹ chồng chèn ép đến sảy thai mà không một ai bênh vực. Cũng nhân cơ hội này, lão Trương tìm đủ mọi cách hành hạ, khiến cho Thùy phải bỏ về nhà mẹ. Dù chỉ là kho báu không xác định, nhưng lòng tham và hận thù khiến cho lão Trương mù quáng. Sau khi đuổi Thùy như nhổ được cây gai trong mắt, lão liền rụt rịch đi tìm mối hôn sự khác cho con. Nóc cạn cốc rượu thứ bao nhiêu không rõ, lão Xứng cười khùng khục nói với thầy bùa Lã Minh Kiều: thầy đúng là bậc thánh nhân. Năm đó mãi cho đến ngày thanh niên trong làng lên đường nhập ngũ, tôi mới dở lẽ cái câu tái ông mất mã của thầy. Xã tôi đợt ấy đi 16 người mà cuối cùng mới chỉ có 5 người trở về. Nhờ cái chân què nên tôi không phải ra chiến trường, không những giữ được mạng sống mà còn cưới luôn được người yêu của kẻ thù.
lão Trương chắc là cây cú lắm đây. Dù không uống nhiều như lão Xứng, nhưng thầy bùa Lã Minh Kiều cũng đã ngà ngà say. Thầy gật gù nói, vậy là tôi không làm ông Xứng thất vọng. Cuộc nhậu đã tàn từ lâu, hai chai cút lủi nằm lăn lóc dưới chân sọp. Thầy bùa Lã Minh Kiều được mời vào bồn trong để nghỉ ngơi. Riêng lão Xứng Thọ thì say quắc cằn câu, đổ ngay tại chỗ và được vợ cùng con gái chăm sóc. Dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng lão Xứng vẫn không ngớt lè nhè. Trả thù! Tao sẽ trả thù! Nhất định sẽ trả thù! Ngôi mã tổ của nhà họ Nguyễn nằm ở bãi Tha Ma của làng Dồi. Tuy không sở hữu một thế đất đẹp, bù lại, lão Trương Chột đã sớm nhanh tay nhanh trí khoanh vùng, nhận phần một vuông đất rộng rãi và cao ráo để xây lăng. Kinh phí được cả họ tích góp từ năm này qua năm khác. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Hồi năm ngoái, họ Nguyễn tưng bừng khánh thành ngôi lăng mộ to đẹp nhất làng. Xung quanh lăng, lão Trương cho trồng toàn râm bột để làm hàng rào. Bốn góc lăng là bốn cây câu, hai bên lăng, mỗi bên trồng một cây đa lấy bóng mát. Lăng ở chính giữa được thiết kế y như một ngôi từ đường, đặt hai ngôi mã tổ của dòng họ. Mảnh sân bên ngoài lăng được chia thành hai ô vuông, lần lượt đặt bộ phận của các cụ tổ chi trưởng đời kế tiếp. Mảnh trang thượng tuần đã lên cao trên rặng tre ngà, bầu trời khuya như được dội nước, trong vắt một màu. Bên trong ngôi mã tổ của nhà họ Nguyễn, tiếng các con bạc vang lên ầm ĩ cả một khu nghĩa địa yên tĩnh, khiến cho đám quạ già đậu trên cây gạo gần đấy sợ hãi, bay dúc lên cao, kêu lên từng hồi thê thiết. Trước khi xây lăng, lão Trương tính toán cả. Ngôi lăng mộ to rộng sẽ là nơi chứa ổ sóc đĩa hoàn hảo, bởi sẽ chẳng có ai mò ra nghĩa địa lúc nửa đêm. Chưa kể giữa đồng không mong quạnh, nếu không may bị phát giác, các con bạc sẽ dễ dàng tẩu thoát. Không biết có phải lão Trương chứa chấp ổ đánh bạc ở nơi linh thiêng khiến các cụ nổi giận hay không, mà đang trong lúc cao trào, những con bạc thi nhau dung tiền tới tấp. Đột nhiên có tiếng hô lớn. Bao giây, tất cả đã bị bắt. Các con bạc bị công an xã tập kích bất ngờ không kịp trở tay. Tất thảy bị tóm gọn, không sót một tên nào. Tu bình nước ừng ực và thở hổn hển vì vừa chạy một quãng đường dài từ bãi Tha Ma về đến nhà. Thằng Côi buộc miệng chửi thề. Mẹ nó, hôm nay thế quái nào á, như có ma che mắt. Bọn công an xã lù lù xông vào á, mà không đứa nào phát hiện ra. Mụ Điều vội chạy ra thềm, ngó ngang ngó dọc ngóng chồng. Đoạn mụ cũng sốt ruột, than lên. Thằng bố mày đi đâu á, mà giờ này còn chưa thấy tăm hơi. Không biết là đang rút vào váy con nào. Mụ Điều vừa dứt lời thì ở ngoài cổng có tiếng ho húng hắng. Thoáng thấy bóng chồng, mụ liền chạy vội tới báo tin. Ông đi đâu quá giờ này mới về? Công an vừa tóm gọn ổ bạc ngoài lăng mộ, ông biết chưa? Lão Trương nạt vợ. Bè bé cái mồm thôi, cứ toàn toát, bà sợ cả xóm này không nghe được hay sao? Mụ Điều đập tay vào ngực chồng, vừa gào vừa khóc. Thằng cả cũng đã bị bắt rồi. Phen này chắc chắn rủ tù. Ông còn bình chân như vải được à? Thái độ của lão Trương cho thấy sự việc vừa rồi lão đã nắm bắt được thông tin. Dù đóng vai trò là nhà cái, nhưng hôm nay lão Trương không ra ngoài lăng mà phân phó toàn bộ công việc cho ba thằng con trai. Bình thường bọn chúng sẽ chia nhau việc điều khiển sới bạc cũng như cảnh giới bên ngoài. Nhưng lúc nãy không rõ vì lẽ gì, cả hai thằng canh gác cùng hai con chó đều không đánh hơi được sự có mặt của công an xã. Mãi cho đến khi họ ập vào, bọn chúng mới sực tỉnh, lao dọt ra ngoài nhằm hướng cánh đồng mà chạy. Riêng thằng con cả đóng vai trò là nhà cái, đương nhiên cũng nằm trong số những kẻ bị bắt. Hồi tối, sau khi họp kín với mụ Điều và thằng Côi xong, lão Trương thấy nóng nực trong người. Sống chung với mụ vợ đã ngoan ngoắt lại lắm điều như quả miểu bấy lâu.
lão càng thấm thía câu ca dao của các cụ. Đàn bà thắt đáy lưng ông, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Cái loại béo trục béo tròn, ăn dụng như chớp, đánh con cả ngày. Mụ Điều không hay ăn dụng, nhưng khổ nổi cơ thể phốt pháp quá đà, cộng thêm tính hay ghen bóng ghen gió, khiến lão Trương khó chịu. Hàng đêm nhìn tấm lưng rộng không khác gì cái phản của vợ, lão lại thở dài ngán ngẩm. Chưa kể bước vào tuổi 50, mụ Điều bắt đầu có triệu chứng hồi xuân. Chán cảnh bị vợ ép hoàn thành nghĩa vụ làm chồng hàng đêm, lão Trương thường kiếm cớ ra ngoài để né tránh. Trong một đêm lang thang như vậy, mối tình vụn trộn đột ngột gia vào lão Trương, khiến cho mọi nghi ngờ vô căn cứ trước đó của mụ Điều bỗng trở thành sự thật. Đêm nay, như thông lệ, lão Trương lấy cớ ra ngoài lăng canh sới bạc, nhưng thực chất là ghé vào nhà người tình ở ngay xóm dưới. Đó là một người đàn bà kém lão đến cả chục tuổi. Do thương người mẹ già quá bụa một mình, không ai chăm sóc, nên nấn ná chuyện chồng con, cuối cùng thành ra quá lớ lỡ thì. Đến tuổi tứ tuần, khi người mẹ già đã khuất núi, thì bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng tuổi tác đã cao, e là quá khó. Bây giờ, thì chỉ mong có một đứa con để bầu bạn, cũng như nương tựa tuổi xế chiều. Như con mèo hoang đến kỳ động được, hàng đêm, thị thay trong người bứt rứt và khó chịu, nên thường đi dạo trên đường hóng mát. Hai con người cô đơn là thị và lão Trương vô tình gia vào nhau như một sự sắp đặt của số phận. Sau vài lần trò chuyện và tâm sự, thị chính thức mở lời xin lão một đứa con cho đỡ hiu quạnh cửa nhà. Đang lúc chén cơm mà có ngay bát phở dí vào mồm, lão Trương sao nỡ từ chối. Cũng chính giờ đêm nay hữu hóa ở chỗ người tình mà lão Trương không ra sới bạc, đồng thời thoát nạn. Trời vừa sáng tỏ mặt người, cũng là lúc cả làng dồi xôn xao vì tin tức chấn động đêm qua. 12 con bạc bị tóm gọn ở ngoài bãi Tha Ma với đầy đủ tang chứng vật chứng. Chuyện này đồng nghĩa cần câu cơm chính của lão Trương cũng bị chặt đứt. Cây cú nhất là thằng con trai của lão, giờ đây rơi vào dòng lao lý khó thoát khỏi án tù. Ngày trước, dân làng vẫn thường nói, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, ám chỉ nhà lão Trương đẻ ba thằng con trai là vô phúc. Nhưng lão Trương vẫn ưỡn ngực bảo rằng, cha con lão hợp lại chỉ có vững như kiện ba chân. Ngờ đâu, kiện bây giờ mất một chân thì vẫn làm sao được. Căm tức vì có kẻ phá hoại, chỉ điểm cho công an xã. Lão Trương kiên quyết tìm ra hắn và lên kế hoạch trả thù. Chắc chắn chỉ có nhà lão Xứng thọt to gan làm chuyện này. Lão Trương dằn mảnh cốc nước xuống bàn gằn giọng. Lão muốn trả đũa tôi nên dở mưu hèn kế bẩn, ném đá giấu tay. Được lắm. Nếu đã vậy, phen này tôi sẽ cho lão biết mặt. Có câu tai dách mạch rừng, dù ở trong nhà cả ngày, nhưng Thùy biết rõ chồng cô Nguyễn Văn Côi sắp lấy vợ mới. Chuyện này ở làng dồi là vô tiền khoáng hậu. Lấy chồng chưa được bao lâu đã bị chồng bỏ, đó là một nỗi nhục nhã ê chề. Sau này Thùy không biết sẽ đối mặt với những lời đàm tiếu ra sao, mặc cho chồng ngăn cấm, đồng thời gạt bỏ sĩ diện sang một bên. Bà Thu năm lần bảy lượt sang nhà thông gia nói chuyện phải trái, những mong lão Trương và mụ Điều hiểu lý lẽ mà hàn gắn cho đôi trẻ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà càng làm cho nỗi đau cố hữu trong lòng lão Trương bị khoét sâu thêm. Từ chối mọi thỉnh cầu của người tình, sẽ không chấp nhận Thùy quay trở lại làm dâu con trong nhà. Rất nhanh, đám cưới của Nguyễn Văn Côi được diễn ra. Lên đền không kém gì hồi đám cưới với Thùy. Lão Trương muốn nhân cơ hội này làm bẻ mặt nhà thông gia cũ, chính thức thông báo với thiên hạ con trai lão đã bỏ vợ. Trước cửa nhà lão Trương là giường giản. Lúc lễ cưới sắp sửa diễn ra thì bỗng đâu có một toán người tới bắt rạp đám ma. Đoàn rước dâu vừa về đến ngõ, phường Bát Âm đã tấu lên những khúc bi ai não nùng, khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đám hiếu, biết có kẻ giở trò chọc phá,
Lão Trương hùng hổ xông vào giường, chỉ tay quát. Chúng mày ở đâu tới đây? Ai cho chúng mày làm trò mèo thế này? Không ai trả lời Lão Trương. Lúc này, tiếng ai điếu được phát lên qua hệ thống loa, át đi tất thảy. Lão Trương giận sôi máu, nhảy giọt qua hàng rào, gọi người nhà tới sống mái. Tuy nhiên, có người liền ngăn lại và bảo: Hôm nay là ngày thành hôn của hai cháu, bác đừng nóng mà làm mất vui. Ông trưởng họ thay mặt cho Lão Trương bước tới hỏi han đám người đang gây rối. Bất ngờ, một gương mặt quen thuộc rẽ lối đi ra. Chẳng ai xa lạ, đó chính là Lão Xứng Thọ. Bằng một vẻ đầy chăm chọc, lão nhìn thẳng vào Thông Gia Cũ, nói: Con chó nhà tôi vừa chết, vì quá thương tiếc nên tôi làm đám tang cho nó. Không ngờ lại làm phiền tới hỷ sự của nhà ông Trương đây. Trước thái độ bất ngờ của họ Nguyễn, Lão Xứng liền hất hàm bảo đám con cháu lôi xác con chó đã chương phình, bốc mùi hôi thối tới. Lão Trương mặt đỏ tía tai như con gà sống thiến, không giữ được bình tĩnh, liền xông lên chửi. Quân mất dạy, định chơi khăm nhà ông à? Ông đây không dễ bắt nạt đâu nhá. Lão Xứng cười khẩy. Tôi đâu có bản lĩnh ấy, may ra nhà ông Trương thì có. Đồ xỏ lá, chúng mày đâu, dạy cho tụi nó một bài học. Tới lúc này, hai họ Trịnh Nguyễn không còn khách khí, lập tức xông lên giáp lá cà. Một trận hỗn chiến xảy ra tức thì, khiến đám cưới phải ngưng lại. Tận tới khi công an xã đến, thì cuộc ẩu đả mới chấm dứt. Cả đám bị bế lên ủy ban viết bản tường trình và nộp phạt vì tội gây rối trật tự. Phá rối đám cưới nhà Lão Trương chỉ giúp hạ hỏa trong chốc lát. Điều Lão Xứng mong muốn nhất là họ Nguyễn phải nhận cái kết đắng. Tuy nhiên, dường như ông trời không đứng về phía lão, bởi ngay khi từ ủy ban về, họ Trịnh đã nhận được tin dữ. Con gái duy nhất của Lão Xứng, Trịnh Thị Thùy, đã trầm mình xuống hồ tự vẫn. Cô gái tội nghiệp do không chịu nổi đả kích quá lớn nên nghỉ quẩn. Người dân nhìn thấy lao ra cứu nhưng không kịp. Xác cô hiện tại vẫn nằm dưới lòng hồ. Nhận hung tin như sét đánh ngang tai, nhờ có người đỡ, Lão Xứng mới đứng vững được. Liền sau đó chạy ra hiện trường tìm con. Bà Thu đã ở đó gào khóc từ bao giờ. Rất nhiều người dân cũng tụ tập xung quanh, hướng mắt về phía mặt hồ, dõi theo đám thanh niên đang ngụp lặn mò xác Thùy. Đến tận chiều tối, thân thể cô gái tội nghiệp vẫn bạc vô âm tín, dù cả người dân lẫn phía chính quyền đều vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, sự rộng lớn của hồ nước là một cản trở lớn. Cuối cùng, vị trưởng công an xã nói: Xác chết sau một thời gian sẽ chương phình và nổi lên. Lúc ấy chúng tôi sẽ cho thuyền đi trục vớt. May đây là hồ chứ không phải sông. Việc xác chết trôi về hạ nguồn là không thể. Lời nói của vị cán bộ khiến Lão Xứng sực tỉnh, gọi hai thằng con trai tới. Lão căn dặn, mau lập tức đem lưới cá đi bịt các thông cống từ lòng hồ ra sông cùng các cửa lạch, bởi cẩn tắc vô ấy nấy. Biết đâu theo dòng nước, xác con gái lão lại chẳng trôi qua cống và len theo mấy con lạch trôi đi thì sao? Dù bà con đã về hết, nhưng cả nhà Lão Xứng vẫn đốt đèn canh chừng ở bờ hồ với hy vọng thấy xác Thùy. Chỉ cho đến khi cơn mưa ào ào trút xuống, tất cả mới chịu rời đi. Trận mưa rào chợt đến rồi tạnh trong nháy mắt. Tuy nhiên, mây đen vẫn dần dần rủ trên tầng không. Giữa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, đột nhiên hiện ra một lão già mặc áo tế. Đầu đội mão, một tay cầm kiếm, một tay cầm chèn hè, ngồi xếp bằng trước mặt nước. Tinh mắt lắm mới nhận ra, phía dưới là một tấm chiếu cối thay cho bè đỡ. Không rõ lão là người hay ma. Lão già rì rầm đọc khẩu quyết. Chỉ một lúc sau, mặt hồ chuyển động tạo thành xoáy nước. Ban đầu còn nhỏ, càng về sau càng lan rộng. Lung lão già giơ thanh kiếm chỉ về phía xoáy nước và hô: Đỉnh! Cũng là lúc một xác người nổi lên. Theo điều khiển của lão,
Chiếc chiếu từ từ chuyển động đưa chủ nhân vào bờ. Đi theo sau là xác người dập dềnh trên mặt nước. Lão già bước lên trên, lập tức có 5-6 bóng đen lù lù đi tới, đỡ lấy xác người nhấc bổng lên cao. Dưới bóng trăng khi mờ khi tỏ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt bọn họ. Lão già hướng thanh kiếm về phía bờ hồ, hô lớn: "Thu quân!" Bấy giờ, mặt nước sóng sánh nhấp nhô những mảng rêu trơn nhớt, từ từ chìm xuống, trả lại sự tĩnh lặng như trước. Lão già quay gót phăm phăm bước đi, phía trước là đèn đom đóm lập lòe như lũ ma chơi ở ngoài nghĩa địa. Đã một tuần trôi qua, theo lý mà nói, xác người chết đuối sẽ phải nổi lên. Nhưng mặc dù đã bỏ cả đống tiền thuê người trục vớt, cùng sự giúp đỡ của chính quyền, thi thể của Thùy tịnh không thấy tăm hơi. Lúc này, nhiều người khuyên lão Xứng và bà Thu nên mời thầy Pháp hoặc cô đồng cao tay tới làm lễ kêu cầu. May ra xác của Thùy sẽ chịu nổi lên. Lão Xứng nghĩ tới thầy bùa Lã Minh Kiều, nhưng ngạc nổi, từ sau dạo sai âm binh đi tìm xới bạc của họ Nguyễn và báo với chính quyền xong, thầy đã dứt áo ra đi, không hẹn ngày trở lại. Không tìm được xác con, lão Xứng nghe theo lời của các cụ cao niên trong họ, làm một hình nộm cho mặc áo của Thùy, rồi đặt vào trong quan tài, cử hành tang lễ như bình thường. Lễ rước vong cũng được tiến hành đúng theo nghi thức. Sau khi thầy bùa đọc kinh, các già cầm giải lụa trắng, bắt cầu từ dưới nước lên trên bờ. Bà Thu quỳ một bên cạnh, khấn vái nỉ non. Rất lâu sau, ông trưởng họ liền kéo bà đứng dậy, thở dài nói: "Thôi, nhà chị đừng than khóc nữa, biết đâu cháu Thùy nó còn sống." Bà Thu ngưng khóc, ngước mắt nhìn ông trưởng họ có vẻ ngạc nhiên. Ông liền giải thích: "Lễ rước vong vô cùng chu toàn và đúng nghi thức. Người làm lễ là thiền sư đắc đạo. Lẽ ra, trên mảnh vải trắng phải có dấu chân của người chết. Nhưng chị nhìn xem, vải lụa vẫn trắng tinh. Như vậy, khả năng cao là con bé chưa lên bờ. Hay nói cách khác, hồn cháu Thùy hiện không có ở chỗ này." Lời của trưởng họ khiến cho bà Thu bán tín bán nghi. Mặc dù đối với bà, chuyện ma quỷ vốn rất mơ hồ, nhưng có câu, những gì mình không thấy chưa chắc không tồn tại. Chẳng thế mà chồng bà vẫn thường qua lại và tín nhiệm thầy bùa Lã Minh Kiều hay sao? Người đàn ông đó làm gì bà chưa từng chứng kiến, chỉ biết mỗi lần ông ta xuất hiện là mỗi lần kẻ thù của chồng bà gặp tai nạn. Hôm nay, lời của ông trưởng họ khiến cho bà lóe lên một tia hy vọng. Biết đâu, con gái bà nhảy xuống hồ nhưng không chết, Thùy đã bơi được sang bờ bên kia rồi ẩn náu đâu đó thì sao? Đám tang vẫn được cử hành bình thường. Đôi dép của Thùy để lại trên bờ hồ hôm đó được bỏ vào trong tài cùng giấy hình nhân đưa ra nghĩa địa. Lúc sắp hạ huyệt, bầu trời bỗng nổi giông gió, sấm chớp ầm ầm, báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống. Dù nghe theo lời sắp xếp của bố đẻ, nhưng sự việc cô vợ cũ trầm mình tự vẫn đúng ngày du duyên mới của cô khiến hắn cảm thấy áy náy lẫn sợ hãi mơ hồ. Bởi thế cho nên, dù đám cưới đã được một tuần, hắn vẫn không tài nào thực hiện được nghĩa vụ làm chồng. Ngay đêm tân hôn, mặc cho vợ ra sức quyến rũ, cô vẫn một mực ôm chăn gối ra nhà ngoài nằm trên trường kỷ. Tới hôm nay, không hiểu vì lẽ gì, mỗi lần giáp mặt vợ, cô lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Thùy. Hắn rùng mình như người phải gió. Châm nỏ điếu, bắn một bi thuốc lào cho tỉnh người, lão Chương nói với vợ: "Có khi phải xây nhà mới cho thằng côi, chứ cứ đà này tôi không ngủ nổi với vợ chồng nó." Mụ Điều hiểu ngay ý chồng, bởi chính mụ cũng đang trải qua cảm giác của lão Chương. Vợ chồng mới cưới lại còn trẻ trung và sung sức, chuyện sinh hoạt quá mức là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều khiến mụ thấy lạ nhất đó là âm thanh ú ớ phát ra hàng đêm lại là của con trai mụ. Rất nhanh,
Đã đến 49 ngày của Thùy, Côi đem dàn hương đứng lấp ló ngoài hàng rào nhà bố vợ cũ. Đúng lúc bà Thu đi ra, nhìn thấy gã con rể khốn nạn, máu nóng trong người bà bốc lên ngùn ngụt. Trái ngược hẳn với thái độ nhã nhặn hiền lành thường thấy, bà Thu quay ngoắt vào trong nhà, bưng chậu nước tiểu vẫn để ngoài giường ra, hát thẳng vào người Côi và chửi: "Cút, cút ngay, ở đây không ai hoan nghênh cậu." Tiếp theo đó, gần như cả họ Trịnh cũng kéo ra tay thước tay gậy, định tính sổ với Côi. Tránh Voi chẳng xấu mặt nào, thấy tình hình bất lợi, Côi nhanh chóng đánh bài chuồn. Cả người vừa khai vừa thối do nước tiểu được tích lâu ngày để tưới rau theo thói quen của người dân quê. Côi vừa đi vừa khạc nhổ liên tục. Hắn ra hồ nước cuối làng, tính tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới về nhà. Dù trời mùa hè, nhưng Côi thấy nước hồ vô cùng lạnh lẽo. Kỳ cọ đến đỏ cả da thịt, Côi mới bước lên bờ. Lúc này trời cũng nhập nhoạng tối, hắn chợt thấy hoa mắt chóng mặt như người phải cảm. Tiếp sau đó, khung cảnh trước mắt chợt tối sầm. Đợi cả đêm không thấy con trai trở lại, lão Chương và mụ Điều bắt đầu sốt ruột. Đi hỏi thăm khắp nơi, cũng chẳng ai rõ Nguyễn Văn Côi đã đi đâu. Lão Chương linh cảm có chuyện chẳng lành, chợt nhớ ra hôm qua là 49 ngày của Trịnh Thị Thùy. Là người biết chút ít về thuật bói toán, lão Chương liền bảo vợ ra chuồng gà, chọn lấy một con gà trống chân vàng đem giết thịt. Chỗ lông gà, lão Chương gom lại đun sôi trong nồi cho đến khi sủi bọt, rồi mới bỏ hai cái chân vào lò cùng. Đợi cho đến khi các đường huyết lộ trên chân gà hiện ra, lão Chương lập tức vớt lên bỏ vào đĩa. Phần thân gà được luộc trong một nồi khác. Sau khi chín cũng được để cùng với hai cái chân đặt lên bàn thờ cúng gia tiên. Cúng hết một tuần nhen, lão Chương hạ lễ. Chiếu theo nguyên tắc xem chân gà, chân phải xem về cầu tài, chân trái xem về bản mệnh. Điều lão Chương quan tâm nhất lúc này là tính mạng của con trai, cho nên lão cầm chiếc chân gà bên trái lên xem. Không rõ là đã xem được gì, có điều mặt lão lúc tái xanh, lúc trắng bệch như người thiếu máu. Lão thất thần nhìn ra ngoài sân rồi lẩm bẩm: "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng." Từ ngày Thùy mất tích ở ngoài hồ nước cuối làng, mọi lời đồn thổi về ma gia kéo chân khiến cho không một ai dám lai vãng tới hồ, dù chỉ là để giặt giũ. Người ta sợ sẽ trở thành kẻ thế thân cho Thùy. Tuy xác của cô gái chưa được tìm ra, nhưng rất nhiều người khẳng định đã tận mắt chứng kiến Trịnh Thị Thùy bị cuốn vào xoáy nước giữa hồ, sau đó chìm nghỉm. Mọi nỗ lực cứu người sau đó đều bị dập tắt. Bởi thế cho nên, khi có anh kéo vó chạy về làng trong bộ dạng hớt hải thông báo nhìn thấy thi thể nổi lên, ai nấy đều tin rằng đó là cái xác của Thùy. Rất nhanh, dân làng đã kéo tới đứng chật kín bờ hồ. Đương nhiên trong số đó không thể thiếu họ Trịnh. Ở quê, mưu sinh chủ yếu bằng việc đồng án. Thời gian rảnh rỗi nhiều, những chuyện như thế này sao có thể bỏ qua? Một người nhìn cái xác dập dềnh trên mặt nước, nheo mắt nói: "Xác nằm úp thế kia thì không phải đàn bà. Xưa nay phàm là chết đuối thì gái nằm ngửa, trai nằm sấp. Suy ra kia không phải là Trịnh Thị Thùy đâu." Khi chiếc ghe chở hai thanh niên đi vớt xác quay về, cũng là lúc người của ủy ban xã có mặt. Người dân dẹt ra hai bên đường nhường lối cho chính quyền làm việc. Riêng lão Xứng và bà Thu được tới gần xác chết để xác định thân nhân. Tất nhiên việc đó chỉ là thủ tục, bởi rõ ràng người chết là nam giới. Dù thân thể đã chương phình, nhưng có lẽ do chết không lâu nên da thịt chưa bị phân hủy mạnh mẽ. Lúc người công an lật ngửa thi thể lên, nhìn vào mặt người chết, lão Xứng khẽ lùi lại một bước, ấp úng thốt lên: Thằng Côi!" Dù tạm thời cái chết của Côi được xác định là do đuối nước, tuy nhiên
Do trước đó giữa hắn và nhà họ Trịnh xảy ra mâu thuẫn, cho nên công an xã vẫn mời ông Xứng cùng bà Thu lên ủy ban để lấy lời khai. Lúc trở về, chạm mặt họ Nguyễn đang dùng đòn sóc khiêng thi thể của cô về nhà làm lễ an táng. Bốn con mắt nhìn nhau đầy căm hận. Sự ra đi của con trai khiến lão Trương suy sụp. Chỉ trong một thời gian ngắn, những chuyện xui xẻo liên tục tìm đến nhà lão. Ban đầu là sới bạc bị công an úp nôm, tiếp đến con trai cả vào tù, đám cưới của con trai thứ hai bị phá, trở thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ, đối diện với thi thể của Nguyễn Văn Côi, lão Trương mới thấm thía cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. So với lão Xứng Thọ mà nói, lão Trương thương con trai không kém gì lão Xứng thương con gái. Điều an ủi duy nhất đối với lão Trương lúc này có lẽ là việc cô con dâu mới thông báo có thai. Nếu như Bình An sinh ra đứa bé, thì dù là trai hay gái, cũng sẽ là người hương khói cho Nguyễn Văn Côi sau này. Coi như linh hồn hắn dưới số vàng cũng được an ủi. Thắp cho con trai nén hương xong, lão Trương bảo vợ: "Bà mau đi hầm nồi cháo gà cho con lại bồi bổ đi." Quay sang con dâu, lão thở dài, nói: "Từ nay á, con phải dưỡng thai cho tốt, việc nhà cứ để mẹ con làm, con không cần động tay." Đến bây giờ, lão Trương và mụ Điều mới thấy hối hận và tiếc nuối vì đã khiến Thùy xảy thai. Bằng không, Côi đã có người nối dõi không biết chừng. Nhìn cái bụng lùm lùm cổ lại, lão Trương đưa tay nhẩm tính rồi bảo vợ: "Hai đứa lấy nhau cũng đã ngót nghét 3 tháng. Hôm nào bà đưa nó sang nhà cụ Lan Dân bắt mà xem là trai hay gái." Vậy là thoáng chốc đã tới 100 ngày của Thùy. Sau khi làm cơm cúng ở nhà, bà Thu bưng mâm lễ chay lên chùa dân Phật. Kể từ ngày con mất, bà bắt đầu để tâm tới mấy chuyện tín ngưỡng tâm linh hơn dạo trước. Lời nói của ông trưởng họ ở bờ hồ hôm nào đã gieo vào trong suy nghĩ của bà một mầm hy vọng. Cho dù người làng khẳng định thấy Thùy bị nước xoáy nhấn chìm, nhưng bà tin sống thấy người, chết phải thấy xác. Hiện nay, số phận con bà lơ lửng ở hai cõi âm dương. Bà là mẹ, việc duy nhất có thể làm lúc này là lên chùa cầu nguyện. Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra. Với bà Thu là vậy, còn riêng lão Xứng, sự việc Nguyễn Văn Côi ngã nước coi như là một sự trừng phạt đối với họ Nguyễn. Không giống như bà vợ, lão Xứng thể hiện sự hãn hê ra mặt. Thậm chí, lão nói oan oan ngay ngoài chợ: "Đúng là ông trời có mắt, các cụ nói cấm sai, ác giả ác báo. Có 3 đứa con mà 1 đứa đi tù, 1 đứa chết trôi, ăn ở làm sao mới ra nông nổi ấy." Không cần giải thích, ai cũng hiểu lão Xứng Thọt đang ám chỉ ai. Đúng lúc mụ Điều đi chợ ngang qua, thấy lão Thọt đang toan toát cười nhạo trên nỗi đau của nhà mình. Không nhịn được, mụ sòng sọc chạy tới hàng bún đậu, bê nguyên thùng nước gạo chứa mắm tôm thừa ụp thẳng vào đầu lão Xứng. Đoạn mụ gào lên chửi: "Tiên sư lão Thọt, già mà không nên nết. Cha mẹ không dạy được mày thì để bà đây dạy. Nhà tao ăn ở thế nào cũng không đến lượt mày mở mồm phán xét." Miệng chửi tay cào, mụ Điều như con thú hoang chỉ trực chờ cơ hội xé xác lão Xứng ra cho hả dạ. Nhưng có câu yếu trâu còn hơn khỏe bò, sức đàn bà làm sao chọi được với đàn ông. Lão Xứng sau khi bình tĩnh né đòn liền lập tức phản công. Lão túm chặt lấy hai tay mụ Điều rồi giáng xuống một phát tát nổ đom đóm mát vào bên má phải của mụ. Tiếng bốp giòn tan ở đầu chợ mà ngỡ như cuối chợ cũng phải nghe thấy. Mụ Điều lảo đảo trước mắt như thể có trăng sao, dù máu miệng đã chảy ra nhưng mụ không chịu lui bước, vẫn tiếp tục xông tới quyết sống mái với kẻ thù. Lần này mụ lao tới quá nhanh khiến lão Xứng không kịp phản ứng. Với chiến thuật lấy thịt đè người, mụ Điều giáp lá cà giật ngửa lão Thọt xuống đất, ngồi lên ngực đối phương, dùng hai bàn tay ngấn mở bóp chặt lấy cổ của lão.
Lão Sấn sắp không thở nổi, hai tay khô khoắn để đẩy mụ béo ra, cuối cùng thế nào lại tóm trúng hai quả mướp thòng lòng của mụ. Lão nghiến răng nghiến lợi bóp thật mạnh, mụ đều đau quá rú lên, đành phải buông tay. Lão Sấn nhân cơ hội hất mụ sang một bên, nhặt cây gậy ở bên cạnh, chỉ vào mặt mụ đe dọa. Con đàn bà mất nết, tao truyền đời báo kiếp cho mày, khôn hồn thì né mặt ông ra, bằng không tao gặp đâu đánh đó. Nói xong, lão Sấn chống gậy cút thẳng, để lại mụ điều ngồi dưới đất thở phì phò với hàng tá những lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh. Sự việc đánh nhau long trời lỡ đất này diễn ra ngay ở đầu chợ, được nhiều người chứng kiến, trong đó có cả bà Dành, con mụ hàng nước nhiều chuyện bậc nhất làng rồi. Cảm thấy đây là tin tức cực kỳ nóng hổi, nếu như không đi loan tin thì thật là uổng phí. Rất nhanh, tin tức đã chuyển đến làng Dồi Thượng và đến tai lão Trương. Nhưng tam sau thất bản, ngay lúc lão đang ngồi thả hồn vào làng khói thuốc lào phê pha, đột nhiên đứa cháu họ chạy vào thông báo. Ta chuyện rồi bác Trương ơi. Đang say thuốc, lại gặp phải thằng cháu họ không được khôn cho lắm. Lão Trương chẳng buồn để ý, chỉ hỏi cho có lệ. Chuyện gì mà như ma đuổi vậy? Lý lát chỉ tay ra ngõ, lắp bắp. Bác gái và lão Xứng Thọt ở ngoài chợ. Chưa cần nghe hết câu, hai chữ Xứng Thọt lọt vào tai, khiến lão Trương tỉnh hẳn. Lão ngồi bật dậy nạt thằng cháu. Mày nói cho rõ ngọn ngành, rốt cuộc là làm sao? Lý lát ngồi xuống chõng, nhưng không biết phải kể thế nào, đành úp hai tay vào nhau lật qua lật lại để mô tả. Lão Trương lập tức tưởng tượng ra chuyện khác, liền nóng mặt quát. Khốn kiếp! Chúng nó dám làm thế sau lưng tao à? Mày thấy ở đâu? Chúng nó làm những gì? Bấy giờ, Lý Lát bắt đầu kể một cách ấp úng. Dạ, ở ngoài chợ, nhiều người nhìn thấy lắm. Bác gái ngồi lên lão Xứng, còn lão Xứng... Lý giơ tay về phía ngực ông bác họ, làm động tác nắn bóp. Lão Trương tức giận tới nổ khí xung thiên, liền phang ngay cái điếu cày xuống đất, gầm lên. Quần khốn nạn, loại lăng loàn. Đã thế, tao tác thành cho chúng mày chung bộ luôn. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.